vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Ở clip này thì mình sẽ chơi đó là vị tướng Triều Vân. Thì mình thấy là nhiều anh em đó là chơi Triều Vân theo phong cách đó là thích combat, cũng như đó là kỹ năng bắt lẻ, cũng như là kỹ năng núp bụi của anh em chưa thực sự là quá tốt, hoặc là những anh em nào mới chơi. Thì ở clip này mình sẽ giới thiệu cho anh em đó là về cái bộ trang bị giúp anh em có thể mở combat tốt, giúp anh em đủ cái đồ trấu bo, kháng vật địch tốt, kháng phép tốt, để giúp anh em có thể leo rank một cách tốt nhất, hiệu quả nhất đối với vị tướng Triều Vân này, mà anh em không sợ là vào giáo tránh bốc hơi một cách cực kỳ là nhanh chóng. Thì đối với những anh em nào có kỹ năng tốt cũng như là rank cao thì người ta thường lên theo thiên hướng là sát thủ phun đám. Còn những anh em nào đó là chơi ở mức đó là bình thường, tâm đó là rank cao thủ đổ xuống ấy, thì mình khuyến đó là anh em nên lên bộ trang bị theo thiên hướng này, để giúp anh em có thể mở combat tốt, trấu bo và không đòi hỏi đó là kỹ năng di chuyển, kỹ năng bắt lẻ tốt nhất, thì giúp anh em đó là sẽ chơi hiệu quả hơn. Thì ở giai đoạn đầu game thì bên mình cũng có xíu lợi thế rồi. Quẩy thơm thơm, tự nhiên có đáp bơ cứu rồi kìa. Nhưng mà đáp bơ cứu đó thì không phải thuộc về mình. Cái pha này thì chắc có lẽ là mình sẽ đó là ăn con búa sánh của tém địch nhá. Ná tém bàn mà không có búa sánh thì cực kỳ là phế luôn ấy. Ok, lên level 4 rồi, có thể chơi được đây. Bên bàn thì những chất tướng cũng khá là khỏe. Có bơ rái này anh em ạ. Chơi luôn. Này thì bơ rái này chưa lên level 4 này. Thơm thơm, tự nhiên đã là có một màng khá là thơm thó. Thì bây giờ lại tiếp tục về phàm thôi. Cái tôi cướp búa anh em ạ. Tém địch thì cướp được con búa đỏ của tém mình, nhưng mà phải trả đó là cái giá quá đắt. Ok, vậy là cũng ổn rồi. Thứ nhất đó là mình có một điểm hạ gục, hai điểm hỗ trợ, cũng giúp đó là Triều Vân gia tăng cái khả năng đó nội tài. Thì bây giờ đi gánh thì anh em cướp rinh rập đây rồi. Ná cái rốt pha này hết lượt đây. Tạm biệt ná thân yếu này, tạm biệt ná xa nhẹ này. Triều Vân thì một chất tướng cực kỳ là khỏe, nhưng mà nó khỏe thời điểm nào thì nó tất nhiên là phải giai đoạn V66 rồi. Khi nó có một lượng đô nhất định, có một điểm nội tài nhất định thì nó bắt đầu là khỏe dần đều. Còn giai đoạn đầu game trước level 4 thì nó cực kỳ là yếu nhá. Anh em phải farm lên level 4 mới có thể chơi tốt được, chơi ổn được. Thích cách chơi đi rừng thì khi anh em đi gánh một hiệu quả rồi thì anh em có thể lấy trụ, lấy được trụ xong thì anh em có thể ăn rông. Ăn rông xong thì anh em lại tiếp tục về farm thôi, đó là cách di chuyển. Rồi pha này thì tạm biệt về red rồi, hết chạy rồi. Ba má đấu một ủi mà đấy quả câu bắn sướng, xong cái quả câu bắn sướng thì cũng lên bảng điểm số thôi. Những mục tiêu anh em cần đạt được nhiều clip thì mình cũng đã phân tích rồi. Đầu tiên là phải nghỉ ngáy để trù rồi. Có trù mới có thể giành chiến thắng được. Việc thứ hai anh em cần nghĩ đến đó là ăn những mục tiêu lớn khác, ví như rồng chẳng hạn ấy. Thì pha này mình rinh đập đấy xem là tém địch có vào lấy trù ấy không nhá. Uầy, thôi xong rồi, pha này liệu có ăn được hay không? Một màng, hai màng này. Uầy, giá tá nó bay được rồi. Giá ta mà bay được thì nó vừa gây đám và mình thì không thể đó là cho nó là mục tiêu được. Nên là chiều anh em ạ, pha đó thì 1 tấn 3 mà ăn được 2 màng, vậy là ổn rồi. Quá ổn luôn ấy. Tém bên bàn về lết thì cũng có bơ rái khá là khỏe nhá. Có bơ rái với giai đoạn về lết cũng khá là mệt đấy. Nếu mà để nó sánh sao thì nó bắn nhá. Còn tém bên mình về lết thì cũng rất chứ rất khỏe. Nào là ghi đú, nào là cứu gót, nào là mình này, nào là quýt này, nào là Lilia này ai. Nên là trận đấu này thì Velet cũng không hề sợ một xíu nào cả.
Thì tất nhiên thì clip nào mình cũng phân tích đó là điểm mạnh, điểm yếu, cũng như trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho từng vị tướng rồi. Ở clip này thì cũng không ngoài lệ. Ôi, thế mình lên bảng điểm số 2 người rồi, pha này liệu có ăn được ai hay không? Gặp ai thì bừa người đó này. Lên bảng điểm số 1 người này, cẩn thận bờ rái nhá, mình vẫn sợ bờ rái nó đang còn có chiêu cuối ấy. Thì rất chỉ là khó chơi. Pha này thì chắc có để lùi vào đẹp đám lính này, tránh đó là mất cái trụ đường rồng thôi. Để có cái trụ đường rồng này thì giúp đó là để tem mình này đang có điểm tựa. Ôi pha này, tem bàn hổ báo thế. Chơi luôn, chạy đâu bạn ơi, giá ta còn bay được hay không? Vẫn bay được à, ôi. 4 điểm luôn kia, nhưng mà xin chia buồn với bạn. Đó là mình lên theo build đồ, đó là theo thiên hướng đó chống chịu nha anh em. Ở mùa 6 thì kiếm trúy hồn bị giảm sức mạnh rồi, thì anh em cũng có thể lên cho nó cái rêu cũng được anh em ạ. Kiếm trúy hồn thì không còn được là khả năng hồi phục nữa. Trận này thì 13 mạng, mình lùn lùa đó 7 mạng mất rồi. Cứ để triều vẫn có nội tài, cứ để triều vẫn sánh. Thì xíu nữa gọi là cắn hề đấy anh em ạ. Tầm này mình lên đô này thì ná đánh chắc là mình không mất máu luôn rồi. Tạm biệt ná thân yêu này. Ôi ta ra tên bà làm gì đấy? Chắc là đừng chạt hay là mày gánh hay là làm gì đó ấy. Ok bây giờ có rêu, có phức hợp kiếm rồi. Mình lên cho nó món đồ kháng phép là huấn chương trói nhá. Lên được cái huấn chương trói này thì cho giá tá đó là bay thoải mái anh em ạ. Bay gãy cánh thì thôi. Bay khi nào đó là cho giá tá gãy cánh rồi đạp xuống rồi cũng chắc là mình chỉ mất nửa máu thôi. Hiện tại thì thấy mục tiêu đó là bờ rái này, nhưng mà để ăn được bờ rái là cũng không phải là quá dễ. Ôi, ná làm gì đây? Chạy ạ, à, chạy ạ, à, chạy đâu, chạy đâu? Này thì chạy này, này thì chạy này. Đánh mình không mất máu ấy, ná tâm này là đánh mình không mất máu ấy. Thứ nhất là do chất tướng, thứ hai là mình lên đô thủ này. Chất tướng của ná thì giai đoạn đầu game thôi, lịch game thì cực kỳ là phế luôn. Ôi, nhưng mà tém mình cũng lên bảng điểm số 2, người ở đâu ra vậy? Do hiện tại thì có giáo tránh nha, pha này mình sẽ lại hỗ trợ tím này. Giá ta tém bán chơi khá là tốt đấy, mình thấy là bay cũng khá là ổn đấy. Nhưng mà xin chia buồn với bạn, chỉ có mình bạn ổn thì không ăn thua. Này thì ná, này thì ná này, uầy. Ná này về thì không chịu về này. Chơi luôn này, này thì về red này. Lên bảng điểm số này, double kill này. Đối với Vred ấy thì anh em làm sao kỹ năng đó là chiêu một tiếp cận đối phương phát, tránh trường hợp là đối phương sử dụng nội tài để hồi phục nhá. Ghi đấu rừng đỉnh vải. Đỉnh chứ, phải đỉnh chứ. Đỉnh gọi là lên đỉnh luôn ấy. Ló được, game này, thời điểm này thì mình ló được anh em ạ. Mình chơi triều vấn thì nói chung cũng không phải là quá hay, nhưng mà đủ chắc tay để có thể là gánh tím được. Quan trọng là thể trần thôi, mình nhìn vào thể trần và nhìn vào chất tướng anh em ạ. Thì bây giờ mình thấy là bờ rái của tém địch nhá. Tầm này thì bờ rái không bao giờ có cửa ăn được triều vấn thôi. Rồi tạm biệt này, xin tạm biệt này, bắt chiêu cuối lên. Ok thì chắc chắn pha này thì lên bảng điểm số rồi. Mình mới chỉ mất đó là khoảng 1/3 cây máu thôi. Hiện tại thì lại có giáo tránh tiếp anh em ạ. Nhớ tầm này thì tém mình cũng khỏe rồi, ná này, bắn trù chơi luôn này. Cấn cả người cả trù này, chạy đâu bạn ơi. Thích chơi không? Chơi luôn, bắn trù chơi luôn. Trâu bò mà, bay đi, ra ta bay đi. Uầy. Đấy, bay đi, bay thoải mái đi. Bay thêm 2 lần nữa này. Này thì bay này. Anh em thấy lợi ích của build đồ này chưa? Là quả trâu bò luôn. Rồi ná tém bàn ra bốc hơi này, bốc hơi này, bốc hơi này. 13 màng này. Thì về bảng ngọc thì anh em lên cho mình như 6, ngọc đỏ thì lên cho mình 5 viên đó là tốc đánh tỷ lệ chỉ mang và 5 viên tỷ lệ chỉ mang. Ngọc tím đó là tốc đánh tốc chạy và ngọc xanh cống vật lý xuyên giáp nhá. Trang bị thì đó là rêu, rồi dây kiến cương, phức hợp kiếm.
Huân chương trói kháng phép khiến thân truyền giảm tốc đánh và cuối cùng rồi giáp hồ mạnh hoặc là có thể là giáp thống khổ luôn. Chắc chắn thì cực kỳ là trớ bo và trận đấu kết thúc ở đây rồi. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Bye bye!